Quý vị, không khí hồi hộp, xen kẽ quyết tâm cao của học sinh đánh dấu chặng đường 12 năm học tập rèn luyện và tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị liên quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại Lâm Đồng đã tràn ngập. Đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng. Và đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cũng như công tác phối hợp đã hoàn tất. Đối với ngành giáo dục Lâm Đồng là đơn vị chủ trì cho kỳ thi hôm nay thì đã triển khai tốt mọi phần việc của mình và để cho kỳ thi diễn ra trong an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Đến thời điểm này thì về phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã cơ bản chuẩn bị hoàn tất và khá chu đáo tất cả những công việc liên quan tới chuẩn bị cho kỳ thi. Thứ nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, về đội ngũ con người làm công tác thi, về công tác tài chính để phục vụ cho thi thì về phía ngành cũng đã chủ động. Bên cạnh đó thì có sự phối hợp với các cái đơn vị khác, đó là hai trường đại học ở trong tỉnh và ngoài tỉnh, một trường cao đẳng sư phạm để cùng tổ chức kỳ thi. Cùng với điều đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện cái chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thì có phối hợp với các sở ngành liên quan để chuẩn bị tất cả mọi điều kiện cho kỳ thi. Quý thầy cô làm công tác coi thi bên cạnh nắm vững quy chế thi, thành thục về nghiệp vụ thi cũng như là công tác phối hợp thì cũng cần một cái tâm thế rất tốt để tạo một không khí thi thật sự nghiêm túc nhưng cũng nhẹ nhàng để thí sinh có thể phát huy hết cái khả năng của mình để các em làm bài tốt. Riêng đối với các em thí sinh thì tôi tin là các em đã tự tin với cách đổi mới này. Chỉ mong là từ nay cho tới khi bước vào kỳ thi thì các em giữ gìn sức khỏe, ở đây là kể cả sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Đồng thời là các em bố trí cái kế hoạch ôn tập và tự ôn tập thật là hợp lý để làm sao các em có một cái phong độ cao nhất, tự tin nhất để bước vào kỳ thi, để phản ánh đúng cái kết quả học tập của các em trong suốt 12 năm qua. Kỳ thi năm nay, tỉnh Lâm Đồng huy động trên 2.130 cán bộ làm công tác thi, rải đều tại 36 điểm thi ở 12 huyện thành phố. Với sự phân công phần việc cụ thể từ Ban chỉ đạo kỳ thi, từng đơn vị liên quan đã sẵn sàng công việc, đồng thời cũng vạch ra những phương án giải quyết các tình huống bất trắc có thể xảy ra. Đã chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông là đảm bảo thông tin cho các cái số điện thoại, tức là ưu tiên đo kiểm, xử lý thông tin, xử lý sự cố cho các cái số điện thoại của ban chỉ đạo kỳ thi cũng như là 36 cái địa điểm đặt các cái hội đồng thi. Cũng chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thì bố trí các xe thông tin lưu động để tại các cái điểm thi mà có cái lượng thí sinh đông. Bưu chính thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính là nâng cao năng lực vận chuyển, bố trí các phương tiện xe để có thể là lưu thông, nhận gửi cũng như chuyển phát các loại tài liệu liên quan tới kỳ thi đợt này. Thì tới thời điểm hiện nay về công tác đảm bảo thông tin liên lạc thì đã sẵn sàng cho tất cả các cái nội dung. Năm học 2016-2017, tỉnh Lâm Đồng có trên 14.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 36 điểm thi ở 12 huyện thành phố, tăng 520 thí sinh so với năm học trước. Trong đó, số thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp là gần 2.300 thí sinh. Thí sinh thi để xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh đại học cao đẳng là hơn 1.100 em và 1.045 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Thời điểm này, các em học sinh lớp 12 đã hoàn thành xong việc ôn tập và giải đề thi minh họa tại trường. Và thời gian còn lại dành cho các em tự ôn tập, củng cố hệ thống kiến thức tại nhà, đồng thời giữ gìn sức khỏe để bước vào kỳ thi với một tâm thế tốt nhất. Thời điểm này thì tâm lý em đã sẵn sàng và kiến thức đã ôn đầy đủ để chuẩn bị bước vào kỳ thi học quốc gia. Cần sự tập trung cao độ khi giải các đề toán thi thử trên mạng. Với những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị thành viên trong ban chỉ đạo, cũng như sự nỗ lực cố gắng của các thầy giáo, cô giáo và các học sinh, tin tưởng rằng các em thí sinh của Lâm Đồng sẽ bước vào kỳ thi với sự tự tin, chủ động và đạt được kết quả như mong đợi.